Việc đổi biển của xe đổi như thế nào? Câu trả lời đó là nên dành cho tất cả quý vị khán giả. Mấy bà bên kia giữ hình tượng hả? Thấy là bên mình thì không có hình tượng. Rồi, tôi đã quay được cái clip đó. Trời, đi cho mấy bà bùng đi. Nó cần phải tém. Tém không nổi luôn chứ. Tém không nổi. Kìa, cắn móng tay kìa. Lại cắn móng tay. Đã ngắn rồi còn cắn nữa. Bị ghiền. Cái độ mà quay lên MV móng tay cũng đủ. Ủa, có quay móng tay hả? Nó chỉ nói thôi. MV vô á. Đây, cũng hổng luôn. Có tụng cái gì đâu. Trời, nó có miếng nào. Nó đâu có móng tay. Sáng tay luôn à. Ở trên bay hậu cung nó nào cáp lại đó. Ồ, nhìn không thể tưởng tượng. Ba bệnh. Ba bị liếc bị gì. Mệt liếc chứ sợ. Ba phải quay quá selfie lắm. Quay đang tập trung chuyên môn. Lên luôn kìa mấy chị. Ai lên? Anh đang chạy thêm 3 cái ghế. Đứng đi, đứng suốt buổi. Lên luôn. Lên là chương trình tự tắt live stream đó. Chương trình tự tắt live stream. Lên là chương trình tắt live stream liền đó. Đây mình lên chiếm spotlight. Mình lên là mình phải chụp khẩu trang lại nha. Không, kiểu ba mình lên màu đẹp dưới đất. Giống như mấy đứa ở gì? Paparazzi hả? Anh đừng thả thính ba nữa này. Đừng có thả thính ba người này nha. Ba người này mê trai lắm. Lít tuần này hát gì lắm. Hỏi lít rồi. Lớp son. Nghe đồn là hát của nghe đồn. Nghe trên Blue Star. Là im. Tiếng Hàn là im. Là im. Giày của Von chất quá hả? Của Skechers. Gì? Đôi đó của Skechers, em có một đôi y chang vậy nè. Bữa nào mang đi. Chụp cho đồ đôi. Thôi ngừng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nghe bà nói vậy chưa?